Xin chào, hãy đến với yoga cùng với chúng tôi. Chúng ta hãy bắt đầu bằng điều căn bản. Ta sẽ ngồi cách khác nhé. Ta sẽ ngồi theo thế nửa hoa sen hay thế hoa sen. Thế này rất dễ chứ không khó khăn lắm đâu. Và bạn sẽ lấy một cái khăn nhé, hay một cái gối cứng hay chăn đắp để ngồi cao hơn. Thấy không? Tôi đang ngồi cao hơn này. Và tôi muốn bạn cũng thế. Trước đây, tôi đề nghị bạn hãy ngồi chéo chân. Bây giờ tôi muốn bạn làm vài thứ khác. Nắm chân phải và đặt nó lên trên chân trái. Nếu bạn thấy ngồi thế này khó khăn, không sao cả. Cứ ngồi thế nào bạn muốn, không sao. Tôi chỉ muốn là ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong việc căng cơ nhẹ nhàng mà thôi. Bây giờ ta sẽ tập một kỹ thuật hít thở. Hít thở chỉ bằng một bên mũi trái mà thôi. Ta sẽ tập 5 lần hít và thở ra thật mạnh bằng mũi trái. Sau đó ta sẽ tập hít vào và thở ra bằng mũi phải. Rồi ta sẽ tập bằng cả hai mũi. Vì thế bạn sẽ đặt tay xuống, được không nào? Đầu tiên ta sẽ tập với mắt mở nhé. Vì thế bạn hãy nhìn tôi. Nhìn tôi, đừng nhắm mắt. Đặt tay ở đây. Đặt tay thoải mái ở đây. Giơ tay phải lên trước mặt nhé. Không không, đó là tay trái của bạn. Tay phải bên này nè. Tay phải. Giơ tay phải ra trước mặt. Và bạn sẽ làm là dùng ngón cái. Ngón cái của bạn bịt mũi phải lại. Không phải đút vào, bên ngoài ấy. Bịt thật chặt nhé. Đừng để khí vào. Bây giờ tôi muốn bạn ngồi cao lên, thẳng lưng, hít vào và thở ra thật mạnh bằng mũi trái, được chứ? Ta sẽ tập 5 lần. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Thấy không? Chỉ có bên trái thôi. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Tốt. Và lần này tôi muốn bạn bịt mũi trái lại. Hãy dùng 4 ngón cuối và bịt mũi lại nào. Sao cũng được, cứ bịt lại thôi. Bây giờ bạn hít vào và thở ra bằng mũi phải, thật mạnh, chỉ một bên thôi. Và bạn đang đã thông các kênh, những kênh cực kỳ mạnh mẽ tên Hida và Ingla trong tiếng Phạn. Đây là những kênh cực kỳ quan trọng trong cơ thể, những kênh chính. Và bây giờ bạn hít vào và thở ra bên phải. Hít vào và thở ra. 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 Tốt, một lần nữa. Hít vào và thở ra. Thả tay xuống nào. Bây giờ không bịt mũi. Và tôi muốn bạn hít thở bằng cả hai mũi nhé. 5 lần. Ta sẽ mở mắt và tập nào. Tốt, hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Thấy bụng ép vào trông thật mạnh không? Nó sẽ giúp massage rất tốt. Thở ra, hít vào và thở ra. Hãy cử động nhẹ nhàng. Và khi thở ra, bạn ép rốn vào xương sống. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời, tạo ra nhiều hơi nóng. Nó gọi là prasitra. Hít thở bằng bụng. Như thế này khi bạn muốn tạo ra hơi nóng. Và kỹ thuật này tạo ra hơi nóng bên trong. Và ngọn lửa đó sẽ khiến thanh lọc cơ thể bạn. Hãy tập vào buổi sáng từ 3 đến 5 phút. Rất tốt. Ta tập lại nào. Tốt lắm. Bây giờ ta tập một vòng nữa để bạn có thể nhớ. Bịt mũi phải lại bằng tay phải, thấy không? Nếu bạn không có tay phải thì dùng tay trái. Bịt mũi phải nhé. Và hít vào bên trong. Rồi thở ra. Hãy làm 4 lần nữa. Nào, 3 lần. 2 lần. 1 lần. Tốt lắm. Bây giờ bịt mũi phải. Xin lỗi, bịt mũi trái. Và hít thở bằng mũi phải. Hít vào và thở ra. 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 Một lần nữa nào. Hít vào và thở ra. Bây giờ bỏ tay xuống. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra.
hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Tốt lắm. Đừng thực hiện kỹ thuật này vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì bạn sẽ thức. Nó khiến tạo nhiều hơi nóng trong cơ thể mà. Rất tốt nếu bạn thực hiện vào chiều tối lúc 6-7 giờ, nhưng không phải trước khi đi ngủ nha. Nếu vào buổi sáng là tốt nhất. Bạn sẽ chẳng cần uống cà phê. Không có cà phê mà bạn vẫn tỉnh táo như thường. Bây giờ là bài tập cho khớp vai. Tay như thế này. Chụm đầu ngón tay lại và đặt chúng lên vai nào. Và bạn sẽ nâng cao chúng lên một chút nào. Lưng thẳng nha. Xoay chậm chậm. Hít vào. Thở ra. Thấy không? Xoay đấy. Hít vào. Và thở ra. Tốt. Hít vào. Và thở ra. Tuyệt lắm. Hít vào. Và thở ra. Một lần nữa. Hít vào. Và thở ra. Bạn có thể làm ngược lại không? Từ sau. Hít vào và thở ra. Tốt. Hít vào và thở ra. Tuyệt vời. Hít vào và thở ra. Hai lần nữa nhé. Hít vào và thở ra. Lần cuối nào. Hít vào và thở ra. Tốt. Bỏ tay xuống nào. Thế này rất tốt. Nó giúp cho vai và cổ. Bạn có thể tập hàng ngày, hay khi bạn thấy vai hơi mỏi một chút, bạn xoay vài lần. Nó giúp cho khớp rất khỏe, rất tốt. Tôi muốn bạn đổi thế ngồi một chút. Có lẽ bạn sẽ thấy tê. Lúc đầu thường ai cũng vậy cả. Nhưng bằng cách luyện tập, bạn có thể ngồi 1 giờ, thậm chí 2 giờ. Nào, cách làm là bạn bỏ chân này xuống và đặt chân trái lên trên. Vậy thôi. Và tôi đã nói với bạn rồi. Nếu thấy khó quá thì bạn cứ ngồi thế này. Không sao cả. Thế này là được. Tốt chưa? Bây giờ ta tập bài tập cho xương sống. Tay trái đặt lên gối phải và tay phải ra sau. Nhìn ra sau nào. Và nâng người cao lên. Dài hơi và nhìn ra sau. Tốt lắm. Bạn có thể cảm nhận hơi thở dài và sâu hơn không? Từ từ nhìn ra phía trước và tay phải đặt trên gối trái. Tốt. Tay trái để ra sau và nhìn ra sau. Và hít thở. Hít thở. Giữ nguyên. Ra sau nữa. Hít thở. Hít thở. Tuyệt lắm. Từ từ nhìn ra trước và thả lỏng. Và tôi muốn các bạn tập một bài khác. Lần này dùng cả hai tay đặt ra trước gối phải như thế này. Và cúi đầu xuống. Thở ra. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Nhiều người gặp khó khăn trong việc cúi xuống, nhưng tôi muốn bạn cứ giữ đó. Tôi muốn bạn cảm nhận sự căng và thả khuỷu xuống. Giữ nguyên thế, hít thở 2 nhịp. 1 nhịp. Tốt lắm. Và từ từ bỏ tay ngồi dậy. Bạn thế nào? Bây giờ tôi muốn bạn đặt cả hai tay sang trái. Và cũng giống thế, thả người xuống trên gối và cảm nhận hơi thở. Đừng nhấc mông lên nhé. Cứ giữ chúng trên sàn. Cứ đặt mông trên sàn như thế và hít thở 2 nhịp nữa. Một lần nữa. Tốt lắm. Từ từ ngồi lên. Rất tuyệt. Bây giờ tay chạm gối. Từ từ. Và tôi biết bây giờ bạn đã có thể chạm trán xuống một cách dễ dàng trên sàn. Và tôi muốn bạn cứ nằm đó. Đừng thất vọng nếu không làm được. Cứ giữ nguyên thế và hít thở. Tốt lắm. Bạn có thể cảm nhận chân đang căng ra. Bây giờ từ từ ngước cằm lên
và nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. Thấy không? Bạn đã nhẹ nhàng mở rộng xương sống theo nhiều hướng khác nhau đó. Thế này. Rất tốt. Giữ xương sống bạn thật khỏe mạnh. Sức khỏe của xương sống chính là gì? Là tuổi thọ. Nào, bây giờ nhìn sang bên này. Tôi muốn bạn duỗi dài chân ra phía trước. Và tôi muốn bạn tập vài bài tập cho xương, cho khớp hông này. Ta gọi nó là chèo thuyền, giống như thuyền rồng, lễ hội đua thuyền rồng ấy. Và ta sẽ thấy cách họ chèo. Ta sẽ tập như thế, và năm sau bạn có thể dự thi. Nào, bây giờ nắm tay lại. Giả bộ như bạn đang cầm máy chèo. Có phải thế này không? Đúng rồi. Và bạn ngã tới trước như chèo thuyền. Rồi dựa ra sau, cong tay lại. Rồi tới trước. Tuyệt lắm. Rồi dựa ra sau thế này. Và tới trước. Và ra sau. Tuyệt lắm. Tôi muốn bạn cảm nhận cơ bụng và khớp hông. Và khi bạn ngã tới trước, có thể cảm nhận sự căng cơ. Tiếp tục nào, bạn thấy không? Đây là một chuyển động rất tuyệt. Và khi bạn ngửa ra sau, bạn sẽ căng cơ bụng lại như khi thực sự kéo dậy. Lùi ra sau và lại ngã tới trước. Khi bạn ngã tới trước, bạn đã thực sự giãn gân đùi này. Và lại nào, khi ngã ra sau, bạn đã tập khớp hông cùng với bắp tay nữa. Tốt lắm. Nào tiếp tục. Tốt lắm. Và tôi muốn bạn cứ tiếp tục chèo. Tuyệt lắm. Và cứ cử động như thế. Đừng khom lưng nào. Và cứ tập. Ta có thể tham dự hội đua thuyền rồng. Tôi muốn bạn ở đây. Và tôi sẽ trở lại ngay. Wow, tôi nghĩ bây giờ bạn đã đi từ Thái Lan sang Hồng Kông rồi đó. Và bây giờ ta làm ngược lại nào. Chuyển động như thế này thật thú vị. Nào, lên và lùi lại. Bây giờ bạn đang trở lại Thái Lan rồi đấy. Cứ tiếp tục nhé. Và thấy không, bạn đang tập luyện gân đùi, cơ bụng. Tuyệt lắm. Cô tập thế nào? Tốt chứ? Tuyệt lắm. Bây giờ cô ấy đang chèo tới bên kia đó. Bạn thấy không? Thế này rất thoải mái. Cứ vui vẻ khi bạn tập yoga. Nào, ba lần cuối nào. Tốt. Hai. Rộng hơn. Và một. Và ra sau. Bạn cứ thả lỏng tay ra sau nào. Hãy quan sát hơi thở nơi bụng. Khi hít vào bụng phình ra, thở ra bụng hớp vào. Được không? Bây giờ ta sẽ tập bài tập để giải tỏa căng cứng nơi hông và đồng thời ở gối luôn nhé. Nào, nhìn ra trước. Ngồi cao lên. Thẳng lưng. Hai tay ra sau nào. Cong chân phải như thế này. Được không? Ngã nó sang bên. Được không nào? Nâng lên. Và tôi muốn bạn nghiêng nó sang bên. Càng qua càng tốt. Và nhìn sang bên kia. Được không? Nào bây giờ nhìn ra trước. Hạ chân xuống. Bên chân trái nào. Cong chân lên. Thả sang bên. Và xem bạn có thể hạ xuống càng nhiều càng tốt không. Nhiều người chỉ ở đây. Không sao. Bằng cách tập luyện bạn có thể hạ gối xuống thế này. Tốt. Lên nào. Qua càng nhiều càng tốt. Và nhìn bên kia. Tốt lắm. Lên lại nào. Duỗi thẳng chân. Ta sẽ tập một lần nữa. Cong chân phải. Ngã sang bên. Và qua bên kia. Tôi muốn bạn nhìn sang phải nào. Tuyệt lắm. Nhìn tôi nào. Nhìn tôi. Đây là một tư thế tuyệt vời. Tôi muốn bạn chụp một tấm hình tuyệt đẹp. Bây giờ ngồi đó. Ngồi ngay lại. Và duỗi ra nhé. Chân này nào. Lên. Xin lỗi. Ngã sang bên
rồi nhìn sang bên kia. Thế đấy, và bạn giữ nguyên. Bạn có thấy đây là hình ảnh đẹp không? Hãy chụp một tấm nhé. Chắc rồi, hả? Bây giờ, chân trở về, duỗi ra và hít thở hai nhịp nào. Tốt lắm. Tuyệt lắm, một nhịp nữa. Và ta sang một tư thế mới. Giống như Jarun Sirasen, nhưng đây chỉ là tư thế chuẩn bị cho tư thế tên Marichi. Marichi là tên gọi của một tư thế ngồi. Bạn co chân lên thế này, và cũng có thể ngồi lên khăn hay chăn đắp. Có thấy không? Cô ấy ngồi rất thoải mái đó. Bạn ngồi như thế với một gối co lên. Và điều tôi muốn bạn làm là dùng tay ôm lấy bàn chân. Thế đấy, thẳng chân ra. Nhiều người thấy khó quá thì cong chân giống như vậy. Có thấy không? Cứ thoải mái, hãy cùng tập với thân thể mình. Dẫu có khó khăn thì hãy mỉm cười. Bạn thấy cách cô ấy mỉm cười không? Đó là nụ cười bạn cần có. Và yoga sẽ chỉ cho bạn cách làm. Bạn thấy không? Yoga không chỉ là tư thế, nó còn chỉ cho bạn cách sống. Bạn cứ giữ như thế, dài người ra, thả lỏng cổ ở bất kỳ tư thế nào. Đúng rồi, thế thôi. Hít thở 3 nhịp nào. Còn 2 nhịp nữa. 1 nhịp. Rất tuyệt. Và từ từ ngẩng đầu lên. Thả lỏng. Và ngửa đầu ra sau nhé. Tay ra sau. Hít thở 2 nhịp nào. Cứ nghỉ ngơi. Tập chậm chậm. Nào ngẩng đầu lên. Ta sẽ tập với chân kia nhé. Cong chân lên. Và chạm vào nào. Thấy không nào? Thế đó. Dương dài xương sống ra nào. Cứ giữ nguyên thế này. Và sau đó dù bạn ở bất kỳ thế nào, cũng thả lỏng cổ cúi xuống nhé. Thả lỏng cổ. Tôi muốn bạn cứ giữ đó. Thả lỏng đầu. Và tôi muốn bạn cảm nhận sự căng đó. Cứ giữ như thế, dài hơn và sâu hơn. Bằng cách tập luyện, bạn có thể càng cúi xuống sâu hơn. Và bạn cũng sẽ có sức mạnh để giữ chân này thẳng, đừng ngã xuống thế này. Bạn giữ thẳng thế là tốt. Bạn sẽ khiến cơ đùi trông khỏe hơn. Đúng rồi. Nào, từ từ ngẩng đầu lên nào. Đúng rồi, thả ra. Lại nào. Hít thở 2 nhịp. Tuyệt lắm. Nên nhớ luôn luôn tập trung vào trong, vào hơi thở. Không chỉ trong yoga, lúc bạn đang làm việc, khi đang ngủ, hãy quay về hơi thở của mình. Nó sẽ tạo ra nhiều đổi thay cho cuộc sống của bạn. Bây giờ, ta quay trở lại thế thăng bằng nào. Bây giờ, hai chân bạn chắp vào nhau thế này. Chắp vào nhau thế này và gối mở ra. Tay chống ra sau thế này nhé. Cảm nhận xương cùng nào. Và từ đây, nhấc chân lên thế này. Tốt. Ai không làm được thì dịch tay ra xa hơn nào. Bạn thấy cô ấy ngồi đẹp thế nào không? Nào, thẳng một tay ra phía trước. Và tay kia luôn. Và giữ thế này. Tốt. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đây là tư thế giữ thăng bằng rất tuyệt. Và nó không mất nhiều thời gian để tập được đâu. Đây là tư thế dễ để mọi người đều có thể tập được. Đừng thả chân xuống nhé. Dù bạn không làm được thì cũng cứ dựa ra sau thế. Giữ nguyên thế và cứ hít thở. Giữ trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5. Lưng thẳng lên một chút. 3, 2 và hạ xuống, thả lỏng. Đặt tay ra sau, thẳng chân và ngửa đầu ra sau. Hít thở. Tuyệt lắm. Hít thở. Hít thở. Nào, tốt lắm. Nhìn ra phía trước nhé. Bây giờ cong chân một lần nữa. Hai chân chắp vào nào. Đặt tay ra sau nhé. Nhấc chân lên. Và đừng dựa vào tay như thế nhé. Nhấc lên nào. Một tay trước, rồi tay kia. Đúng rồi.
Đôi khi bạn sẽ ngã ra sau, cứ mỉm cười và trở lại. Lăn ra sau thì mỉm cười và trở lại. Tuyệt lắm. Và tôi muốn bạn giữ nguyên, thăng bằng, cảm nhận sự thăng bằng tốt lắm. 10 giây nữa nào. 9, 8, 7, thẳng lưng. 6, 5, 4, 3, 2, và hạ xuống. Hai tay ra sau, thẳng chân. Thả lỏng đầu và hít thở. Tốt, nhìn lên nào. Bây giờ nằm xuống trên khuỷu thật nhẹ nhàng. Tuyệt lắm. Bây giờ ta tập mở rộng hông nào. Hai chân chắp lại. Và bạn sẽ để chân thế này. Giống như kỹ thuật bạn đã tập trước ấy. Và tôi muốn bạn làm là mở hai chân ra. Tốt, nửa nào. Và khép lại. Tốt lắm, mở ra. Tuyệt lắm. Và khép lại. Rất tốt, mở ra. Và khép lại. Mở ra. Nhiều người chân cong thế này, không sao cả. Và khép lại. Tốt, mở ra. Lần cuối, khép lại. Mở ra. Và tôi muốn bạn giữ thế này. Và bạn có thể đùa với ngón chân, duỗi ra trong và ngoài. Duỗi tốt nào. 4, 3, 2, và khép lại. Rồi hạ xuống, lại đặt tay ra sau và hít thở hai nhịp. Tư thế này rất tốt. Mở rộng đùi trong, mở rộng hông. Còn một nhịp thở nữa. Và bây giờ ta tập thế con bướm. Rất tốt cho phần lưng dưới. Bạn có thể dùng khăn và ngồi lên nhé. Kéo chân lại gần hơn nữa. Này, thế này này, thấy không? Bây giờ tôi muốn bạn tập gối trước. Thì hãy bay. Cứ bay như thế này. Nữa. Rất tốt. Tuyệt lắm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Và điều tôi muốn bạn làm là ngã về phía trước và cúi xuống càng nhiều càng tốt. Đừng ép mình quá. Hãy để thời gian để thích nghi. Tôi muốn bạn cứ cúi xuống đến mức có thể. Nào, tôi muốn bạn giữ nguyên đó. Dùng một chút sức mạnh để ép gối xuống. Thấy không? Nó sẽ khiến cơ đùi trong căng ra. Giữ nguyên đó, hít thở nha. Tốt lắm. Hay bạn có thể dùng khuỷu để ép chân xuống. Nhiều người chân như thế này. Và bạn có thể dùng khuỷu để ép nó xuống. Rất tốt đấy. Hai nhịp nữa. Rất tuyệt. Cô tập thế nào? Bạn thấy không? Đôi khi cứng quá nên ta chỉ có thể để chân thế này. Cũng được. Như thế và cúi xuống. Thấy không? Vậy thôi. Thở hai nhịp. Và nhớ quan sát hơi thở của mình. Đừng quá quan tâm về tư thế, vì sẽ thành thục hơn khi bạn hít thở. Rất tốt. Bây giờ tôi muốn bạn ngồi tư thế kim cương. Tôi sẽ hướng dẫn bạn ngồi thế kim cương khác, vì có rất nhiều kim cương, có phải không? Đây không phải là duy nhất. Tôi muốn bạn đặt chân phải như thế này. Chân trên sàn. Và tay phải thả lỏng trên gối. Và tay trái nằm trên chân trái. Được chưa nào? Điều gì xảy ra khi bạn ngồi trong tư thế này? Khi bạn đặt tay thế này, bạn sẽ ép lên quyệt bên trái khiến cân bằng não. Bạn sẽ cân bằng bán cầu não phải. Được chưa? Tôi muốn bạn ở đây. Tôi sẽ sớm trở lại.
Xin chào. Bạn còn ở đó không? Tôi hy vọng thế. Đây là tư thế tốt. Có thấy không? Bạn có thể cân bằng và cảm nhận nó. Mỗi khi bạn cảm thấy quá mệt hay mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, và đây là tư thế rất tốt. Tay phải lên chân phải, và bạn tạo ra một mối liên kết. Và bạn có thể cảm nhận mũi trái đang mở ra. Bây giờ ta đổi sang chân kia. Chân trái sẽ như thế này. Tay trái thế này. Và bạn thả lỏng. Cứ giữ nguyên thế này và hít thở trong vài phút. Thấy không? Một chân bạn đã thực hiện căng rất tốt. Có được không? Cô ấy nhìn có vẻ đang đau mắt cá ấy. Và một điểm khác là giúp tạo sức ép lên cánh tay. Tôi muốn bạn giữ nguyên và hít thở hai nhịp. Ta không chỉ tập yoga, chỉ cần ngồi thế này lúc bạn cảm thấy thích. Hay đang lắng nghe thứ gì, cứ ngồi tư thế này. Tốt lắm. Bây giờ rút chân lại. Ngồi tư thế kim cương. Tốt lắm. Ta sẽ thực hiện tư thế duỗi con mèo, nhưng sẽ có một chút tư thế hơi giống con chó. Nào, quỳ lên tứ chi nhé. Hai gối hơi dang ra nào. Và ta sẽ tập chân phải trước. Điều bạn sẽ làm là khi hít vào, nhấc chân phải lên. Cao lên nào. Đúng rồi. Và thở ra, hạ xuống. Được không nào? Làm 5 lần nào. Hít vào, phải, nửa nào. Tốt lắm, và xuống. Tốt, lại nào. Hít vào, lên. Thấy không? Nhấc chân cao lên nhé. Rồi hạ xuống. Hai lần nữa, hít vào và xuống. Một lần nữa, lên. Và giữ thế này trong 5 giây được không? Bạn cứ giữ thế. Tôi muốn bạn giữ thế. Thoải mái. Đừng cười quá, nếu không sẽ ngã xuống đấy. 5, 4, 3, 2. Và bạn bỏ xuống, tuyệt lắm. Bây giờ trở lại tư thế đứa trẻ. Cúi đầu xuống nào. Hít thở hai nhịp. Tốt lắm, một nhịp nữa. Và nào, lại sẵn sàng quỳ lên tứ chi. Bây giờ chân trái. Hít vào, nhấc chân trái lên. Tốt. Và thở ra. Tốt, hít vào. Tốt, cao lên. Và thở ra. Hít vào. Nhìn cô ấy tập dễ thương chưa kìa. Và hạ xuống. Hít vào nào. Và hạ xuống. Bạn có thể cảm thấy xương hông khỏe hơn. Lên nào. Thấy không? Xương hông như là nơi giữ thăng bằng ấy. Xuống. Lần cuối nào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Cảm nhận xương, sức mạnh của xương trong 5 giây. 4, 3, 2, và từ từ hạ xuống, trở về tư thế đứa trẻ. Đúng rồi, rất đơn giản. Cứ giữ nguyên đó và hít thở hai nhịp nào. Và ta sẽ cùng tập thế thăng bằng với nhau nhé. Sẵn sàng chưa? Tư thế đứa trẻ. Bạn làm gì nào? Từ từ quỳ lên tứ chi và ngước cằm, hít vào. Và thở ra. Trở về đứa trẻ. Hít vào. Ngước cằm. Tốt lắm. Và thở ra. Trở về tư thế đứa trẻ. Hai lần nữa. Hít vào và ngước cằm. Thở ra. Và trở về tư thế đứa trẻ. Còn một lần nữa. Hít vào, ngước cằm. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Siết cơ mông lại nào. Siết lại nhé. 5, 4, 3, 2. Và thở ra. Giữ nguyên thế này trong 2 nhịp thở. Hít vào. Và thở ra. Tốt lắm. Bỏ tay lại và ngồi lên.
Bạn thấy thế nào? Rất tốt. Vậy là bạn đã tập giãn xoắn xương sống của mình rồi đó. Bây giờ, ta sẽ tập một tư thế nằm. Nào, từ từ nằm xuống trên sàn. Nhưng nhớ, nghiêng người qua, vì nó sẽ tốt cho lưng bạn. Rất tuyệt. Duỗi thẳng chân ra, hơi xa nhau, ngón chân hướng ra, và lại đưa hơi thở mình về nơi bụng. Khi bạn hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống khi thở ra. Tốt. Hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống khi thở ra. Một lần nữa, và ta sẽ tập hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống khi thở ra. Tốt lắm. Mở mắt ra nào. Và điều bạn làm là dang hai tay ngang bằng vai. Đúng rồi. Tay ngửa lên nhé. Cứ thoải mái vào. Cong cả hai chân lên. Bàn chân đặt dưới sàn. Và điều bạn sẽ làm là tập với chân phải trước. Vì thế duỗi thẳng chân phải ra nào. Tốt lắm. Từ từ hít vào và nâng chân phải lên. Hít vào. Nâng lên, thấy không? Cao vậy đó. Nhiều người chỉ ở đây thôi. Không sao cả. Tôi chỉ muốn bạn thoải mái thôi mà. Và bằng cách tập luyện, bạn sẽ ngạc nhiên. Nó sẽ cao thế này này. Và điều bạn sẽ làm là từ từ hạ chân phải xuống phải. Đồng thời hít vào. Tốt lắm. Cảm nhận hơi thở và cứ giữ chân thẳng lên như thế nhé. Thở ra nâng lên và ngã sang bên trái nhé. Và bạn quay đầu sang phải. Quay đầu sang phải nào, có thấy không? Bạn đang tập gì đó? Chính là eo. Bạn tập hông, tập eo, khớp. Và bạn cũng tập đùi trong. Hãy tập nào. Hít vào, nhẹ nhàng nâng lên. Tôi muốn bạn cảm nhận cơ ấy. Nào, tôi muốn bạn tập trung vào cơ đùi trong nhé. Sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Lần nữa nào. Hít vào, lên. Cảm nhận cơ đùi trong khi bạn nhấc lên. Tốt lắm. Thở ra, hạ xuống. Từ từ điều khiển và nhìn sang. Hít vào, từ từ nhấc lên. Tốt. Thở ra, bỏ xuống. Hít vào, nâng lên và hạ xuống. Này này, từ từ thôi. Đừng thả nó xuống thế, chân bạn đó. Bạn cần điều khiển nó chứ. Hít vào, nhấc lên. Cứ điều khiển. Và thở ra, thả sang bên phải. Tốt lắm. Hít vào, nâng lên. Và thở ra, từ từ sang bên. Ta có thể làm một lần nữa. Một lần nữa nhé. Sao? Được chứ? Thế nào? Tốt lắm. Từ từ nhấc lên. Và sang phải. Và hít vào, lên. Và thở ra, hạ xuống bên kia. Tốt quá. Tôi nói bạn nghe. Eo đang được tập. Hông cũng được tập. Đùi trong cũng thế. Và cũng massage rất tốt cho gân đùi. Một bài tập mà mang lại lợi ích quá nhiều. Hít vào, lên. Và duỗi thẳng xuống. Duỗi ra nào. Nằm xuống. Và hít thở hai nhịp. Hai nhịp nào. Và cảm nhận hơi thở nơi bụng của bạn. Tốt lắm. Một lần nữa. Và cảm nhận nó. Tuyệt lắm. Nào, lại cong cả hai chân. Lần này duỗi chân trái ra nhé. Tốt. Này, chân trái. Chân trái. Ta tập chân đó rồi. Chân trái kìa. Tốt. Giữ chân ấy thẳng nhé. Hít vào. Nhấc chân trái lên. Tốt lắm. Được chưa? Bây giờ ta bắt đầu tập. Từ từ thả chân sang bên. Và nhớ rằng khi bạn nhấc chân lên, nhớ tập trung ở đây. Chú ý ở đây. Bạn không phải chỉ quăng chân lên. Hít vào. Tuyệt lắm. Cảm thấy không, Mary? Cảm thấy không? Tốt lắm.
Và bây giờ tập trung vào eo nhé. Hạ xuống và quay đầu sang trái. Nhìn, rất tuyệt đó. Hãy tập trung vào cơ này. Cơ này là một cơ rất quan trọng. Có được không? Vì nếu như bạn không tập cơ này thì chỉ bước tới được thôi, không thể làm như thế này được. Vì thế ta nên tập nó đấy. Hít vào, chân lên. Rất tuyệt. Và thở ra. Sang trái. Tốt. Gối thẳng. Và nếu như bạn không thể giữ gối thẳng thì cong như thế này cũng được. Như Mary này. Hít vào. Rất tốt. Thấy không? Như vậy cũng được đó. Thở ra. Và cảm nhận nơi eo. Bạn thấy căng như thế nào không? Bây giờ tập trung ở đây. Hít vào. Ngay cả khi chân bạn thẳng thì vẫn tốt, đừng lo. Và thở ra. Cứ để nó xuống, tốt lắm. Lần cuối nào, từ từ lên. Tốt. Tập trung vào eo. Và thở ra. Nhìn sang bên. Tuyệt lắm. Nào, lại tập trung vào cơ nào. Hít vào. Tuyệt lắm. Và tập trung vào đùi trong. Thở ra. Bên. Chúng ta đã tập xong. Từ từ nhấc chân lên. Từ từ thôi nào. Cảm nhận nó rồi hạ xuống. Từ từ thẳng cả hai chân. Và thả lỏng. Hai tay hai bên. Tôi muốn bạn trở lại tư thế này. Vì nó dạy cho bạn cách ngủ thế nào. Nhiều người nghĩ họ có thể ngủ được, nhưng không thể. Vì họ bị cứng chỗ này chỗ khác. Cứng chỗ này, cứng hàm, cứng vai. Vì thế, bạn nên chỉ đạo cơ thể mình cách thả lỏng. Tôi muốn bạn giữ thế này, tập trung vào vùng bụng, nhắm mắt và cảm nhận. Thở thật chậm, hít vào và thở ra. Tôi muốn bạn ở đây. Tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào, xin chào. Này, ngủ đó sao? Dậy đi, dậy đi. Chúng ta chưa học xong đâu. Còn nhiều phần nữa đấy. Dậy nào. Cứ uống vài ngụm nước nếu cần. Nào, ta hãy sẵn sàng nào. Nào, ta sẽ tập bài tập giúp cơ bụng khỏe hơn. Có được không? Hai lần thôi. Đặt tay dưới mông nào. Tốt lắm. Thế này thì sẽ giúp bạn mạnh hơn. Nhiều người có thể làm được. Và tôi muốn bạn tập hơn khả năng của mình một chút. Được không nào? Cứ thử nào. Đặt hai tay lên đùi. Nhấc chân lên một chút. Thế thôi. Tốt rồi. Những ai không làm được, cứ để như thế. Từ từ thôi. Tôi muốn bạn nhấc đầu lên. Và nhích tay tới như thế này. Trong 10 giây. Tất cả những co cơ, hãy nhìn ở đây này. Thấy không? Thấy nó cứng thế nào không? Đó chính là kết quả đấy. 5 giây nữa nào. 4, 3, 2. Và bạn làm gì? Từ từ nằm xuống. Rất tuyệt. Ta làm lại nhé. Nào. Chân lên. Và tay tới phía trước thế. Tuyệt lắm. Tôi muốn bạn giữ thế này. Và đừng ép cổ nhé. Và tất cả những co cơ ở đây. Tập trung. 10 giây nào. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Và nằm xuống. Tuyệt lắm. Ta làm lần nữa nhé. Ý tôi là lần cuối ấy. Tuyệt lắm. Lần cuối. Nhấc lên. Săn lại. Nhìn ngón chân. Và tập trung sự co cơ vào bụng nhé. Hít thở nào. Đừng ngừng thở. 10 giây. 9, 8, 7, 6. Giữ thật chắc. 5 giây nữa. 4, 3. Và từ từ nằm xuống. Vậy thôi. Bạn co cơ càng nhiều thì nó sẽ sản xuất ra thêm nhiều hơi nóng. Điều đó rất tuyệt đấy. Rất khó. Tôi biết là nó khó. Nhưng bạn có thể làm. Có thể chiến thắng sự khó khăn này.
Nào, bây giờ hãy ôm chân. Có lẽ bạn vừa khiến lưng mình căng thẳng rồi đấy. Tôi muốn bạn ôm cả hai chân. Và tôi muốn bạn làm một lần nào. Hít vào thật sâu và chạm đầu vào chân. Chỉ thế thôi. Ôm gối và sát đầu trong 10 giây. Và tất cả những căng thẳng nơi lưng bạn sẽ biến mất. Rất tốt, tôi thích thế này. 5 giây nữa. 4, 3, 2. Và đầu xuống trước. Tốt lắm. Thả lỏng chân. Giống như vậy đấy. Và hít thở 2 nhịp nữa nhé. Quan sát hơi thở nơi bụng. Hít vào, bụng hướng lên. Thở ra, bụng hạ xuống. Một nhịp nữa, bụng nâng lên và hạ xuống. Tốt lắm. Nào. Nhiều người lo lắng rằng bụng chuyển động quá nhiều. Họ sợ bụng to. Đừng lo. Để tôi nói bạn nghe một bí mật. Mỡ sẽ tồn tại ở chỗ nào không hoạt động. Tôi nhắc lại, mỡ sẽ tồn tại ở chỗ nào không hoạt động. Khi bạn tập thế này, sẽ không còn mỡ. Tình tốt nhỉ? Nào, bây giờ nghiêng sang bên. Cong gối và ngồi dậy. Ta sẽ tập một bài tập tuyệt vời. Từ từ ngồi lên nào. Ta lại ngồi trong tư thế kim cương. Và ai bị đau chân, đặt cái này dưới mông này. Nhẹ nhàng, cứ lấy một chiếc gối thật thoải mái. Và tôi muốn bạn tập mở vai ra. Đó là một bài tập mà tôi gọi là khóa rắn. Hai con rắn được khóa với nhau, thẳng tay lên và khóa tay lại. Cứ giữ thế này. Và bạn làm gì? Tay ra sau tí nữa. Và tay thẳng, được chứ? Tôi muốn bạn thẳng khuỷu. Thẳng khuỷu ra. Có thể tay bạn thế này, không sao. Nhưng tôi muốn bạn thẳng nó ra. Nào, 5 giây. 4, 3, 2. Và thả lỏng. Ta đổi thế nào? Ta phải khóa lại. Tốt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thẳng lưng. Thấy không? Nó mở rộng bả vai. Tôi muốn bạn giữ thế này trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và thả ra. Tốt lắm. Rất tốt cho bả vai. Co cơ cổ. Tốt lắm. Và lần này ta hãy tập thế đứa trẻ. Và mở gối ra một chút. Chân hơi dang ra. Đặt tay phía trước. Và bạn làm gì? Cúi đầu xuống. Bây giờ từ từ ngẩng đầu lên. Quỳ lên tứ chi. Và tôi muốn bạn từ từ áp hông xuống sàn. Hạ chân xuống. Chân xuống. Và áp hông xuống sàn. Khuỷu hơi cong. Đừng rụt vai thế này. Mở nó ra. Tốt lắm. Từ từ trở lại. Lên. Và trở lại thế đứa trẻ. Tốt lắm. Thế này sẽ mở rộng. Và đôi khi mong bạn sẽ thế này. Đẩy bằng tay để có thể ngồi xuống nhẹ nhàng. Và lại từ từ ngẩng đầu lên. Và áp hông xuống sàn. Tốt lắm, có thấy không? Và cong khuỷu. Đẩy hông xuống sàn. Lần nữa, từ từ ngồi lên. Và đứa trẻ. Tuyệt lắm. Rất tuyệt. Tốt. Lần nữa nào, từ từ ngẩng đầu lên, quỳ lên tứ chi và thả khung chậu xuống, cong khuỷu. Tốt. Và mở vai ra. Bạn thấy không? Bạn thấy mình có thể làm thêm nếu như mở vai ra. Bạn giữ nguyên thế trong 10 giây nào. 9. Và nhớ kiểm tra cổ nha. Đừng khiến cổ bị lực ép nào. Bạn có thể để cổ thẳng như thế này nếu cảm thấy có bị đau. Tôi muốn bạn giữ như thế này. Được chứ? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Và tôi muốn bạn nằm xuống sàn. Và tay chồng lên nhau. Cúi đầu xuống. Trán chạm tay nào. Thả lỏng toàn bộ nào.
giữ nguyên thế này và hít thở. Nhớ rằng, kiểm tra xem vai có bị cứng không. Đừng cứng vai nhé. Tôi muốn bạn ở đây hít thở, có được không nào? Tuyệt lắm. Ta sẽ tập động tác tiếp theo. Chống khuỷu lên nào. Tốt lắm. Cứ chống khuỷu lên. Và khi bạn làm thế, tôi muốn bạn kiểm tra xem mình đã thả lỏng cỡ nào, có bị cứng không. Đặt trọng lượng thân trên lên tay để không nặng nề. Tốt lắm. Cứ như thế. Và tôi muốn bạn hãy cong chân phải. Tốt lắm. Đặt trọng lượng sang bên trái và nắm lấy chân phải nào. Và kéo chạm mông. Tốt. Tôi muốn bạn giữ nguyên nha. Đôi khi bạn chỉ ở đây, đùi cứng quá thì đừng ráng kéo nữa. Cứ ở nguyên đó. Thế đấy. 5 giây nữa. 4, 3, 2. Và từ từ thả chân ra. Và lên khuỷu thế này. Tuyệt lắm. Bạn thế nào? Tốt. Chân kia nào. Nắm lấy chân trái. Và từ từ kéo xuống. Có thấy không? Gót bạn chạm mông đó. Giữ nguyên thế nhé. Tư thế này sẽ giúp căng nhiều hơn nơi bắp chân ấy. Bạn sẽ giữ thế này, nhưng nhớ kéo chân nữa nào. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Được chứ? Cho dù bạn có vấn đề, nhưng tư thế này sẽ giúp căng thật tốt. Nào, 5 giây nào. 4, 3, 2. Và thả lỏng. Tựa trên khuỷu tay. Tốt lắm. Bây giờ bạn cúi xuống, thư giãn nào. Tốt lắm. Và bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn một tư thế gọi là cá trơn. Nó rất đơn giản và chỉ cần thư giãn thôi. Bây giờ, tôi muốn bạn chống khuỷu lên thế này. Và đặt tay phải lên sàn. Tay trái đặt ngay trên tay phải và cong chân trái. Và tôi muốn bạn thả lỏng đầu, nhắm mắt, giữ nguyên đó. Tốt lắm. Thật tuyệt. Khi bạn ở trong tư thế này, bạn có thể cảm nhận hơi thở nơi bụng không? Có thấy không? Đây là một tư thế tốt, vì mũi trái của bạn phía trên và bạn đang thả lỏng trên tay phải. Khi mũi trái hướng lên, bạn hít thở bằng mũi trái. Và tư thế này thật nhẹ nhàng. Bạn cân bằng não bộ nên năng lượng truyền đến nó cũng cân bằng. Cứ giữ nguyên thế trong 2 nhịp thở. Một nhịp. Tốt lắm. Từ từ chống khuỷu lên nha. Co chân trái lên nào. Và chân phải co lại. Đưa tay trái lên. Và cứ thả lỏng trên tay bạn. Ở trên tay bạn thật nhẹ nhàng. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Hít thở. Có thấy không? Khi bạn nghiêng sang bên. Khi bạn nghiêng sang bên trái. Bạn nằm lên tay trái. Bạn đã cân bằng não bộ nữa. Kênh bên phải được mở ra. Nào. Nhiều người thích nằm như thế này. Họ ngủ rất ngon trong tư thế này. Nhưng nhiều người không biết ý nghĩa khoa học của nó. Bạn biết đó, yoga là hít thở một cách khoa học. Nhiều ngàn năm qua họ đã tập như thế này. Họ hiểu được bản chất của hơi thở. Khi bạn nằm thế này, bạn đã mở thông kênh bên phải. Ngay cả khi mũi phải bạn bị nghẹt, khi bạn nằm thế này, bạn có thể cảm nhận mũi phải rất thông. Mũi phải là thái dương, là năng lượng. Bên trái là mặt trăng, là điềm tĩnh, là suy ngẫm. Tôi muốn bạn nằm đây càng lâu càng tốt. Cảm nhận sự thoải mái, cảm nhận sự thanh bình,
mà bạn đạt được khi tập yoga. Xin chào, hẹn gặp lại. Hãy cùng tập với tôi để hiểu được bí mật của yoga, để thật mạnh mẽ và thông thái. Xin chào nhé.